làm thế nào để rút motorola g nhanh ba cách dễ dàng xin chào các bạn thân mến các bạn có khỏe không mong các bạn vẫn khỏe và nhiều sức khỏe hôm nay mình ra video mới cho các bạn làm thế nào để rút motorola g nhanh ba cách dễ dàng mong các bạn thích nhưng trước khi xem video hãy đăng ký kênh để đón nhận tất cả những gì mới và bây giờ chúng ta cùng theo dõi thuyết minh nhé rút là gì rút android đơn giản có nghĩa là cung cấp cho điện thoại của bạn một sức mạnh siêu việt sau khi rút điện thoại, bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát hệ thống Android của mình. Sau khi rút điện thoại, bạn có thể cài đặt nhân tùy chỉnh và ROM tùy chỉnh, mở khóa điện thoại và xóa các ứng dụng được cài đặt sẵn. Nhưng trước khi rút điện thoại của bạn, điều rất quan trọng là phải biết những lợi thế và bất lợi của việc rút thiết bị Android. ưu điểm hoặc lợi thế của việc rút Moto G Fast. Dưới đây là một số ưu điểm của việc rút Moto G Fast. Sau khi rút, bạn có thể tùy chỉnh điện thoại của mình theo yêu cầu của bạn. Bạn có thể flash rom tùy chỉnh, người dùng sẽ có toàn quyền kiểm soát điện thoại thông minh. Bạn có thể dễ dàng nhận được một bản sao lưu đầy đủ của điện thoại Android của mình. Điều này cho phép cài đặt các ứng dụng và trò chơi không được hỗ trợ. Nhược điểm hoặc nhược điểm của việc root Moto G nhanh. Dưới đây là một số nhược điểm của việc root cho Moto G Fast, nếu bạn root Moto G Fast, bạn sẽ mất quyền bảo hành của điện thoại. Bạn sẽ không thể nhận các bản cập nhật hệ thống từ nhà sản xuất điện thoại của mình. Nếu bạn bỏ lỡ bất kỳ bước nào trong khi rút điện thoại của bạn có thể đã chết hoàn toàn. Bạn sẽ không thể cài đặt các bản cập nhật OTA trên điện thoại của mình. Thông tin chi tiết về Motorola Moto G Fast Moto G Fast đi kèm với màn hình HD 6.4 inch, độ phân giải hiển thị của điện thoại này là 720 x 1560 và nặng 189.04 gram. Và điện thoại này được trang bị chipset 8 nhân Qualcomm Snapdragon 665 11 nanomet và GPU Adreno 610, đây là sự kết hợp tốt hơn cho hiệu suất. Nói về thiết lập camera của Motorola Moto G Fast, nó đi kèm với ba camera ở mặt sau và nó có camera chính 16MP, một ống kính 8MP siêu rộng, sau đó là độ sâu 2MP cảm biến. Motorola Moto G Fast chạy trên Android 10 và nói về pin, Moto G Fast có pin 4000mAh. Yêu cầu ban đầu trước tiên, hãy sạc đầy Moto G Fast của bạn. Nếu không, có nhiều nguy cơ là bạn sẽ bị mắc kẹt giữa quá trình. Đảm bảo rằng bootloader của điện thoại của bạn đã được mở khóa. Cài đặt khôi phục tùy chỉnh như TWRP cho các tệp flash. Ngoài ra, hãy sao lưu toàn bộ điện thoại Android của bạn Hướng dẫn này chỉ dành cho việc rút Moto G Fast của bạn. Không thử phương pháp này trên bất kỳ điện thoại thông minh nào khác. Nếu không, điện thoại của bạn có thể không sử dụng được và chết. Bây giờ bạn đã biết về những ưu điểm và nhược điểm của việc rút điện thoại thông minh Moto G Fast, chúng ta hãy đi thẳng vào quá trình này. Hãy bắt đầu rút Moto G Fast, phương pháp thăng một rút Moto G nhanh chóng bằng Magis, phương pháp rút Magis là phương pháp rất tiên tiến và an toàn hơn. Và phần tốt nhất của phương pháp này là bạn sẽ nhận được bản cập nhật OTA và bạn sẽ có thể sử dụng các ứng dụng ngân hàng mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Trước hết, hãy tải xuống tệp ứng dụng Magis Magis Zip mới nhất trên điện thoại của bạn. Sau đó đổi tên tệp APK Magis đã tải xuống với phần mở rộng .apk thành .zip. Di chuyển tệp zip Magis vào bộ nhớ trong của điện thoại. Và đảm bảo rằng bạn đã cài đặt một phần mềm khôi phục chuyên dụng trên điện thoại của mình. Bây giờ, hãy khởi chạy Moto G Fast sang Recovery Mode bằng cách nhấn nút giảm âm lượng cộng nguồn cùng lúc cho đến khi bạn thấy bút Animation. Nhấp vào cài đặt từ trang khôi phục TWAP. Bây giờ định vị và chọn tệp Magisk zip từ bộ nhớ trong của bạn. Sau, khi nhấp vào vuốt để xác nhận Flash, sau đó khởi động lại điện thoại của bạn. Sau khi điện thoại của bạn được bật, hãy cài đặt APK Magisk Manager. Bạn đã rút thành công Moto G Fast của mình. Phương pháp thăng hai rút Moto G nhanh bằng SuperSU phương pháp này là phương pháp tạo dễ phổ biến nhất. Đối với phương pháp này, chúng tôi cần khôi phục TWRP hoặc bất kỳ khôi phục tùy chỉnh nào. Trước hết, hãy tải tập tin SuperSU Zip mới nhất về điện thoại của bạn. Tiếp theo, di chuyển tệp SuperSU Zip vào bộ nhớ trong của điện thoại. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phần mềm khôi phục chuyên dụng trên điện thoại của mình. Bây giờ, hãy khởi chạy Moto G Fast sang Recovery Mode. Nhấp vào cài đặt từ trang khôi phục TWAP. Bây giờ hãy xác định vị trí tệp SuperSU Zip từ bộ nhớ trong của bạn. Chọn tệp Zip và kéo để cài đặt. Sau khi quá trình nhấp nháy hoàn tất hãy nhấn vào khởi động lại hệ thống. Đây là, bạn đã rút thành công điện thoại thông minh Moto G Fast của mình. Phương pháp số 3 rút Moto G nhanh chóng bằng King root nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp không yêu cầu PC. King root là lựa chọn tốt nhất để rút Moto G Fast mà không cần PC. Trước hết, bạn phải tải xuống phiên bản Kingroot APK mới nhất. Tiếp theo, đi tới cài đặt rồi đến bảo mật và sau đó là tùy chọn bật nguồn không xác định. Cài đặt tệp APK này trên điện thoại của bạn. Bây giờ hãy mở ứng dụng Kingroot và nhấp vào nút One Click Root. Điện thoại của bạn có thể khởi động lại nhiều lần, vì vậy đừng hoảng sợ. Chờ một vài phút và để quá trình hoàn tất. Nó khá là nhiều làm cách nào để kiểm tra xem Moto G Fast của bạn đã được root thành công hay chưa. Nếu bạn muốn xác nhận tình trạng rút và muốn kiểm tra xem Moto G Fast của mình đã được rút thành công hay chưa, hãy làm theo các bước dưới đây. Trước tiên, hãy tải xuống ứng dụng trình kiểm tra gốc từ cửa hàng Google Play. Sau đó, mở ứng dụng. Sau đó, nhấp vào xác minh gốc. Bây giờ, ở đây bạn sẽ thấy thông báo xin chúc mừng. Quyền truy cập rút được cài đặt đúng cách trên thiết bị này nếu thiết bị của bạn đã được rút thành công và cuối video xin cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong một video mới